Mời anh em quay trở lại với xe giả tốt 24 giờ. Trước mắt anh em là dòng xe Mazda CX-8 nhé. Dòng xe thuộc phân khúc SUV, gầm cao 7 chỗ cực kỳ đa dụng của nhà Mazda. Mà trong cái video ngày hôm nay, ngày 17 tháng 12 năm 2023, em xin được gửi tới anh em những cái chính sách giá bán, các chương trình ưu đãi khuyến mại mới nhất của dòng xe Mazda CX-8 này, để cho những anh em nào mà đang quan tâm, tìm hiểu, muốn sở hữu cái dòng xe Mazda CX-8 sẽ có thể nắm được. Hiện tại ở trong cùng phân khúc thì dòng xe Mazda CX-8 đang cạnh tranh với rất nhiều đối thủ. Cạnh tranh với chiếc xe Honda CR-V này, cạnh tranh với chiếc xe Hyundai Santa Fe, hay là với chiếc xe Ford Everest, đúng không ạ? Nhưng ở trong cùng phân khúc thì Mazda CX-8 vẫn là một trong những cái dòng xe giá rẻ của Nhật, cũng như là đang có mức ưu đãi cực kỳ tốt ở thời điểm 14 ngày cuối tháng 12 để được nhận cái chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ, đúng không ạ? Vậy thì ngay sau đây em sẽ đi vào chia sẻ chi tiết từng phiên bản cho anh em, để cho anh em có thể là cân đối được cái tài chính của mình để lựa chọn những cái phiên bản mà anh em cảm thấy phù hợp nhất anh em nhé. Đầu tiên thì em xin chia sẻ với anh em cái phiên bản CX-8 2.5 Luxury. Bản này thì đang có mức giá là 949 triệu. Với cái mức ưu đãi ở thời điểm này thì bên em đang hỗ trợ giảm trực tiếp tiền mặt lên đến 15 triệu, cũng như là tặng anh em 1 năm bảo hiểm thân vỏ kèm gói phụ kiện cơ bản bao gồm dán phim cách nhiệt, thảm trải sàn, túi cứu hộ. Vậy thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 1 tỷ 013 triệu, trả góp thì đang là 227 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 1 tỷ 006 triệu, trả góp thì đang là 215 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 1 tỷ 001 triệu, trả góp thì đang là 197 triệu. Tổng lăn bánh trên thì đã bao gồm các chi phí cứng để anh em có thể tự đi đăng ký. Còn anh em nào mà muốn đăng ký trọn gói thì cộng thêm giúp em tiền chi phí dịch vụ anh em ạ. Hiện tại cái bản CX-8 này thì bên em đang có một xe màu đen để giao luôn. Còn các xe màu khác thì anh em sẽ phải ký chờ đâu đó vào khoảng 22-23 tháng 12 này sẽ có xe về để giao cho anh em ạ. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ hai, đó là cái bản Mazda CX-8 2.5 Premium 1 cầu. Bản này thì đang có mức giá là 1 tỷ 029 triệu. Cái chính sách giảm tiền mặt ở thời điểm này thì bên em đang hỗ trợ giảm lên đến 25 triệu, cũng như là tặng anh em những cái gói phụ kiện cơ bản nữa anh em ạ. Vậy thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 1 tỷ 070 triệu, trả góp thì đang là 240 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 1 tỷ 060 triệu, trả góp thì đang là 227 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 1 tỷ 055 triệu, trả góp thì đang là 209 triệu. Hiện tại thì cái bản này bên em sẽ phải ký chờ và đâu đó vào khoảng cuối tháng 12 sẽ có xe về để cho anh em chạy thuế anh em nhé. Đó, anh em cân nhắc là đợi được thì hắn gọi, còn đâu nếu mà anh em muốn lấy xe ngay thì chắc tầm này cũng chẳng có xe để lấy luôn đâu anh em ạ. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ ba, đó là cái bản Mazda CX-8 2.5 Premium 2 cầu 7 chỗ. Bản này thì bên em sẽ còn có xe màu vàng, màu trắng và màu đỏ để chạy thuế. Còn các xe màu khác sẽ không có xe để chạy thuế anh em nhé. Đó. Và bản này đang có mức giá là 1 tỷ 119 triệu. Hiện tại thì bên em vẫn đang hỗ trợ giảm 20 triệu tiền mặt và tặng anh em 1 năm bảo hiểm thân vỏ. Vậy thì để lăn bánh tại Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 1 tỷ 195 triệu, trả góp thì đang là 263 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 1 tỷ 185 triệu, trả góp thì đang là 250 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 1 tỷ 180 triệu, trả góp thì đang là 232 triệu. Đó. Đây là cái phiên bản 2 cầu 7 chỗ anh em nhé. Và bên em vẫn có xe để chạy thuế cho anh em cảm thấy phù hợp với cái mức giá em đang chia sẻ và đợi được xe thì anh em có thể gọi điện ngay cho em để em hỗ trợ anh em một cách tốt nhất anh em ạ. Và cuối cùng là cái phiên bản 2.5 Premium 2 cầu 6 chỗ. Hiện tại bản này thì đang có mức giá là 1
129 triệu. Với cái chính sách ở thời điểm hiện tại thì bên em cũng đang hỗ trợ giảm tiền mặt cực kỳ sâu. Nhưng mà đặc biệt là thời điểm này anh em cũng không nên lấy, vì là nếu mà anh em đợi được thì hắn đợi, còn đâu không đợi được thì có lẽ là sẽ bỏ qua cái phiên bản này. Vì là làm sao ạ, là không có xe để chạy thuế ở thời điểm này, nên là anh em cứ đợi ra ngoài Tết đi, ngoài riêng đi, thì anh em mua xe thì cơ bản cái chính sách kiểu gì nó sẽ tốt hơn anh em nhé. Thời điểm này nó chạy được thuế thì giá nó mới tốt, còn đâu không chạy được thuế thì tốt nhất là anh em để ra ngoài Tết anh em có thể mua xe anh em ạ. Vừa rồi thì em đã chia sẻ cũng như cập nhật những cái chính sách giá bán, tiến độ xe và tổng lăn bánh mới nhất của dòng xe Mazda CX-8 ở cái thời điểm ngày 17 tháng 12 năm 2023 rất là chi tiết cụ thể rồi. Còn anh em nào muốn có giá tốt hơn hay là muốn biết bất cứ một cái chương trình khuyến mại cụ thể như thế nào thì anh em vui lòng gọi điện ngay cho em để em hỗ trợ anh em một cách tốt nhất anh em nhé. Em xin phép được dừng video tại đây ạ. Cảm ơn anh em đã xem video của em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo ạ. Thank you.